Mình ghét mụn đầu đen. Bình thường thì đã không nói làm gì rồi, nhưng mà đến cái lúc make up ấy thì kể cả đánh nền lên thì cái mụn đầu đen nó vẫn lồ lộ ra và nó vẫn sần sùi, nó không để lại cho mình một cái mũi mịn màng được. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi. Bye. Bạn hãy lại đây cho xem cái này. Các bạn thấy mũi của mình dạo này có mịn hơn không? Có đỡ mụn đầu đen đi không? Có. Đấy chính là lý do mình đã làm video ngày hôm nay để review những cái phương pháp mà mình đã sử dụng từ khi mà biết đến việc trị mụn đầu đen cho đến nay để có được cái mũi này. Có những cách đúng, có những cách sai, có những cách hiệu quả, những cách không hiệu quả. Thế thì chúng mình hãy cùng xem là cách nào sẽ hiệu quả nhé. Let's get started. Em đầu tiên là một em lăn nách mini. Ta-da. Thấy không? Đấy, thấy không? Được thôi. Cái này nhìn thì giống thanh lăn nách thật đấy, nhưng mà đây lại là thanh lăn trị mụn đầu đen. Em này là Vamonde Pore Clean Blackhead Stick. Đấy. Thì các bạn nhìn nhá, cái packaging của nó khá là ấn tượng, tại vì nó sẽ vặn lên xong rồi để mình lăn lăn chà chà lên cái chỗ mà mình bị mụn đầu đen ấy. Thì cái bao bì của em này là một cái màu xanh rất là dịu mắt. Và các bạn nhìn thấy không, đây chính là cây rau diếp cá. Thì cây rau diếp cá này thể hiện trong này có rau diếp cá. Rau diếp cá là thành phần chính của em này. Đấy, thì rau diếp cá chúng mình đều biết là nó là cái chiết xuất rau diếp cá ấy, nó sẽ giúp giảm viêm này, làm sạch sâu này và có chức năng là trị mụn đầu đen. Tại sao người ta lại sử dụng rau diếp cá? Thì theo như mình biết ấy, theo cái trải nghiệm của mình thời thơ ấu, thì ngày xưa khi mà anh họ của mình bị mụn, mình không biết đấy là mụn bọc hay là mụn đầu đinh, mình chỉ biết là cái mụn này nó tấy đỏ rất là to, thì bà nội mình đã giã cái rau diếp cá ra xong rồi đắp vào, và không biết là nó tự xẹp hay là do rau diếp cá, nhưng mà nó đã xẹp các bạn, nó đã xẹp bớt đi. Thì ok, em này có chất xuất rau diếp cá nhá. Và cái mùi, các bạn có sợ ai sợ mùi rau diếp cá không? Khánh Linh thì rất là sợ mùi rau diếp cá, nhưng mà cái mùi rau diếp cá ở em này rất là dễ ngửi nhá. Nó không kiểu giống rau diếp cá hoàn toàn đâu, mà nó thế nào nhỉ, nó dễ ngửi và nó thơm thơm ấy. Ngoài cái thành phần là rau diếp cá là chính ra thì em này còn có bùn khoáng nữa, thì nó sẽ kiểm soát cái bã nhờn ấy. Và ở đây đã nói là cái benefit là sebum control, tức là kiểm soát bã nhờn ở đây rồi. Thì ở trên về cái kết cấu của em này nhá, thì các bạn nhìn thấy không, ở trên cái thanh này nó có mấy cái kiểu li ti hạt hạt, này là cái hạt scrub, và thực sự là cái này rất là cứng luôn nhá. Đấy, xong rồi sẽ có lấm chấm với cái này, mình không biết là có phải là rau diếp cá xay ra kiểu sinh tố rau diếp cá xong hòa lẫn vào đây không. Về cách sử dụng em này thì nếu như mà sử dụng thanh lăn nách thì chúng ta sẽ lăn vào nách lúc nách đã khô đúng không, còn sử dụng với em này thì mình khuyên là các bạn nên làm ướt cái da mặt, cái vùng bị mụn đầu đen đã, rồi mới chà nhẹ nhàng cái này lên trong khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Còn nhá, nếu như cái này mà chà lên mặt khô thì thôi rồi, lượng ơi, siêu rát luôn. Và có những bạn đã xảy ra tình trạng là bị đỏ rát, rộp, thậm chí là rộp ở cái chỗ phần mũi này, tại vì là lăn khô và lăn đến mấy phút liền. Đấy, thì về cơ bản, sau quá trình sử dụng, mình thấy em này nó giống như là một cái loại tẩy da chết vật lý mà nó kiểu ở dạng rắn thôi. Mình thấy nó chỉ làm sạch bên ngoài. Tại vì sau khoảng 2 tháng cần kiên trì sử dụng 3 đến 4 lần một tuần thì mình cảm thấy là cái mũi của mình nó chỉ sạch mụn cám thôi, còn mụn đầu đen nó vẫn ở đấy. Và với thanh lăn nách rau má mini 18g này thì giá thành của em nó là hơn 100.000, trên dưới 150 gì đấy. Sản phẩm tiếp theo chính là một em, không phải nói nữa, các bạn đã quá quay mặt cái em này rồi, tại vì Khánh Linh suốt ngày cho em này lên video của Khánh Linh. Mình thích em nó quá mà. Em này là Apple White Peeling Gel dòng brightening của nhà Feel Skin Pure Natural. Tên rất là dài nhưng tôi đã nhớ được rồi. Thì đối với việc tẩy da chết nhá, thì nó là một cái việc quan trọng trong việc điều trị mụn đầu đen. Tại vì sao? Nếu như cái lớp sừng không được đẩy ra thì chắc chắn lỗ chân lông sẽ bị tắc. Mà khi lỗ chân lông sẽ bị tắc thì nó sẽ có bầy nhảy một đống bụi bẩn trong đấy. Và khi mà nó đã có một đống bụi bẩn trong đấy rồi mà nó oxy hóa thì thôi rồi, một cái mụn đầu đen thật là to sẽ hình thành. Vì thế các bạn không được quên việc tẩy da chết khi muốn điều trị mụn đầu đen nhá. Thì đầu tiên, như thường lệ, như tất cả các bài review của mình về em này, thì cái mà mình thích nhất là hương táo đỏ rất là fresh ở trong này. Tại vì mình thì không bị dị ứng với hương liệu, cho nên là mình sẽ rất thích những cái sản phẩm mà thơm. Thì khi dùng em này cảm giác relax luôn. Và em này thì có chiết xuất hạt ý dĩ này, có
chiết xuất táo đỏ này từ Hàn Quốc nha. Thì đấy là những cái mà sẽ giúp làm sạch sâu, kiểm soát bã nhờn, loại bỏ tế bào chết. Nói chung là những cái chức năng em này đủ khả năng để làm tốt chức năng của một sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý. Một ưu điểm nữa của em này là khi mà dùng xong thì ngoài cái kết quả hiển nhiên là da chúng ta sẽ rất là mịn, thì em này cấp ẩm cũng tốt nữa. Tức là khi mà mất đi lớp sừng thì da chúng mình lại không hề bị khô mà nó lại vẫn đủ ẩm. Đấy, thì đây là một cái ưu điểm rất là lớn của em này. Tuy nhiên thì mặc dù ở đây ghi là dòng brightening, tức là dòng làm sáng, làm trắng da, nhưng mà mình sử dụng thì mình thấy nó không rõ ràng cái hiệu quả đấy lắm. Một tip 150ml như thế này thì có giá là khoảng gần 200.000 đổ lại. Đối với Khánh Linh, đây không phải là mức giá rẻ so với các dòng trên thị trường, nhưng mà với hiệu quả của em này thì Khánh Linh hoàn toàn ok với mức giá đấy. Tại vì là một tip này Khánh Linh có thể dùng đến 4 tháng liền, thì tính ra là mỗi tháng chưa đến 50.000 cho một cái này thì ok, đáng rồi đúng không? Sản phẩm tiếp theo, viên nhỏ mà có võ, em này là Avent Cleanance Expert Soin Emulsion. Thì đây là cứu tinh dành cho cái khuôn mặt mụn thời dậy thì của mình luôn. Về cái bao bì nhá, em này là có một cái màu trắng ngà. Tuyếp nhỏ gọn như thế này thì rất là dễ để chúng mình xách đi muôn nơi. Đấy, cái kết cấu của em này thì là một cái kết cấu màu trắng sữa, kiểu lỏng lỏng giống sữa luôn ý. Đấy, các bạn thấy không? Về cái kết cấu này thì em này khi lên mặt sẽ rất là dễ tán. Ban đầu ý, lần đầu mà Khánh Linh sử dụng thì lên mặt nó hơi kiểu nhầy nhụa một tí. Ban đầu mình có sợ là bí da. Tuy nhiên chỉ khoảng 30 giây đến 1 phút sau thôi thì cái sự nhầy nhụa đấy nó thấm rất là nhanh vào da, và nó để lại cho mình một cái lớp finish rất là gọi là ráo, ẩm, rất là sờ hiểu sướng sướng ấy, nhung nhung ấy, rất là thích luôn. Và lần đầu, hoặc 2 lần đầu Khánh Linh sử dụng thì có xảy ra tình trạng châm chích trên da. Tuy nhiên sau đấy thì Khánh Linh không bị nữa, tại vì Khánh Linh da lúc đấy đã quen rồi. Thì với bạn nào mà da hơi nhạy cảm một tí mà dùng em này và ban đầu bị châm chích thì cũng đừng sợ nhé, tại vì đấy là dấu hiệu cho thấy rằng em này đang có cái tác dụng trị mụn đầu đen trên khuôn mặt của chúng mình. Về thành phần của em này thì em này có 0,1% một cái tiền chất của retinol là một vitamin A, thì cái đấy nó sẽ giúp điều hòa lại cái việc sừng hóa trên da, giảm sừng này, rồi giảm thâm, giảm mụn. Và chính vì thế mà cái tác dụng của em này mặc dù ở trên bao bì ghi là cho blackheads, tức là mụn đầu đen, nhưng mà quá trình sử dụng thì Khánh Linh thấy là em này có tác dụng trong việc điều trị cả mụn cám và mấy cái mụn viêm viêm đỏ đỏ trên da nữa. Chắc là nhiều bạn mà ngay đến retinol thì cũng hơi rén đúng không? Ban đầu Khánh Linh cũng thế. Tuy nhiên thì cái nồng độ nó chỉ là 0,1%, rất là nhỏ thôi, nên là nó sẽ không tạo được cái hiệu ứng kích ứng trên da của mình đâu. Còn bạn nào mà kiểu da quá nhạy cảm thì có thể thử em này trước lên tay xem là có bị kích ứng không nhá. Khánh Linh nghĩ là cái xác suất các bạn bị kích ứng ít lắm. Và mụn hết ấy là tại vì là khi mà cái vi khuẩn P. acnes gây ra mụn, khi mà ở trên da ấy nó sẽ rất thích một cái món, đó chính là triglycerides. Và khi mà chúng mình apply sản phẩm này trên da ấy sẽ khiến cho cái con vi khuẩn ấy nó tưởng là đây là cái bữa ăn mà bình thường nó vẫn được ăn, vẫn là cái món ngon mà bình thường nó vẫn hay ăn, thì thế là nó ăn thôi. Và khi mà ăn nó sẽ không biết rằng đấy chính là cái hoạt chất mà sẽ tiêu diệt con vi khuẩn đấy. Thì đây là một cái điểm mà mình rất là ấn tượng ở cái sản phẩm nhà Oven này. Nó tức là kiểu điều trị tận gốc, điều trị từ cái con vi khuẩn luôn đó các bạn. Và một điều còn hay ho hơn là nếu như làn da của chúng mình có vi khuẩn P. acnes thì cái hợp chất này mới được kích hoạt. Còn nếu không thì cái hợp chất này lại hoàn toàn nhẹ dịu và vẫn như là một cái dưỡng chất hiền hòa an toàn cho làn da của chúng mình. Và tại vì là bản thân mình thì không bị kiểu cả một mảng mụn viêm ở trên mặt, cũng không bị kiểu nói chung là bị mụn chi chít trên mặt ấy, nên là khi nào mà kiểu thỉnh thoảng mình bị nổi mụn lên thì mình sẽ lấy cái này mình chấm vào cái vết mụn này thôi để cho tiết kiệm, cái này cũng không rẻ đâu. Có một hoạt chất trong Emoven này cũng ấn tượng không kém, đấy chính là Expressin. Thì đây là một cái enzyme chiết xuất từ cây đu đủ, nó có tác dụng giống như VHA nhưng mà nó ở mức độ nhẹ hơn. Và đây sẽ là giải pháp dành cho những bạn nào bị kích ứng với AHA và BHA, thì cái enzyme này sẽ làm thay cái nhiệm vụ của AHA và BHA. Như mình đã nói rồi, giá của em này không rẻ và nó chỉ hợp cho việc chấm mụn thôi, chứ bôi cả mặt là không mấy bữa mà hết đâu. Thì giá của em này là gần 400.000 cho một tuýp 40ml rất là nhỏ xinh như thế này. Tính ra là 10ml là 100.000 rồi, cho nên là không hợp túi tiền của bạn sinh viên lắm. Còn bạn nào mà chịu chơi thì mình khuyên là dùng em này đắt chắc ra miếng. Sản phẩm tiếp theo là của nhà Sunbunny. Em này là Bye Bye Blackhead 30 Days Miracle Green Tea Talks Bubble Cleanser. Đấy, các bạn thấy không? Bye Bye Blackhead đã thể hiện một cái sự rất là trị mụn đầu đen của em này rồi. Thì đầu tiên cái packaging của em nó nhỏ gọn, chắc chắn, nhìn hiện đại và rất là dễ để mang theo. Tại vì sao em này có một cái chốt chặn như thế này? Đấy, một cái chốt chặn rất là to. Tuy nhiên thì mình thấy
thích cái thiết kế chốt chặn của mấy cái tẩy da chết của nó nhỏ nhỏ xinh xinh hơn là cái này. Về trải nghiệm của em này trên da của Khánh Linh nhá, thì thực sự là hãng quảng cáo em này có 3 chức năng. Đầu tiên là giảm mụn đầu đen này, kiểm soát bã nhờn này và xe khít lỗ chân lông. Thì mình chỉ thấy là kiểm soát bã nhờn và xe khít lỗ chân lông có thể thấy được thôi, chứ còn mụn đầu đen thì mình thấy nó không rõ rệt lắm. Và mình thực sự là mình không tin tưởng vào các sản phẩm sủi bọt mà có thể trị mụn đầu đen hay là detox sau da. Nhưng mà ưu điểm của em này khi mà sử dụng ấy, thì khi mà sử dụng một sản phẩm sủi bọt, Khánh Linh bị một cái định kiến là các sản phẩm sủi bọt dùng xong nó sẽ rất là khô căng da. Đấy là cái trải nghiệm mà Khánh Linh đã từng thử rất là nhiều sản phẩm sủi bọt rồi. Tuy nhiên em này dùng xong da mặt rất mềm, rất ẩm, rất mướt luôn. Thì đây là một ưu điểm của em này. Nhưng mà em này có một cái nhược điểm là so với các cái loại rửa mặt thông thường ấy, thì mình thấy em này khá là tốn thời gian. Tại vì các bạn tưởng tượng nhá, mình sẽ ấn cái này ra hai pump cho một cái mặt, một cái cổ luôn. Thì khi mà chúng mình bôi xong là mình phải chờ để cho nó sủi hết lên đã. Thì cái cảm giác chờ lúc đấy có phê phê trên mặt ấy, nhưng mà nó khá là tốn thời gian. Và sau rồi mình massage nó cũng phê, nhưng mà vẫn tốn thời gian. Thì cái này mình nghĩ là không phù hợp cho bạn nào mà có cái lịch trình timeline trong một ngày khá là bận rộn. Thành phần của em này thì có chiết xuất ngoài hương này, trà xanh này, vỏ cây liễu này, rau má này. Thì đấy là những cái mà vẫn rất là nổi tiếng về khả năng kháng viêm, trị mụn, xe khít lỗ chân lông rồi. Và em này, cái mùi của em nó không thơm đâu các bạn ạ, không thích thú một chút nào đâu. Mình ngửi mình thấy khá là hắc. Và như mình đã nói là em này khá là tốn thời gian khi mà sử dụng, tức là cái mùi đấy nó sẽ lưu trên mặt của mình mất khoảng 2 phút. Thì mình nghĩ là mình sẽ không mua lại em này. Bởi vì sao? Một lý do nữa là giá thành của em nó không hề phải chăng. Một lọ, nhớ là đây, 120g, có giá là hơn 300.000. Mình không biết là có phải là mình bị mua đắt không, nhưng mà hơn 300.000 cho một cái lọ như thế này thì đặt địa vị là một người có ví tiền không dày, mình xin từ chối. Một sản phẩm giúp xử lý mụn đầu đen trên mặt của chúng mình, đặc biệt là vùng mũi mà mình nghĩ là bạn nào cũng từng sử dụng qua rồi, là miếng lột mụn đầu đen. Thì Khánh Linh cũng từng thử qua và Khánh Linh cảm thấy đấy là một cái cảm giác rất là đau đớn. Và các bạn biết không, mình khi mà mình lột mấy cái miếng lột mụn đấy ra ấy, thì nó không đi mụn đầu đen mà nó chỉ đi mụn cám và lông trên cái da mũi của mình thôi các bạn ạ. Và nó rất là đau. Thế nhưng ngày hôm nay mình sẽ review một cái miếng cũng là miếng liên quan đến mụn đầu đen, nhưng mà không phải miếng lột mụn mà là miếng đẩy mụn đầu đen. Thì vừa nãy cái này là bye bye blackhead, thì em này là goodbye blackhead Sirocco. Thì cái này là có xuất xứ từ Hàn Quốc. Mình chưa sử dụng cái này bao giờ các bạn ạ. Và mình nghe quảng cáo là có thể đây, you will see amazing results within 15 minutes. Your skin will look clear and feel smooth. Tức là bạn sẽ thấy được một cái kết quả amazing trong vòng 15 phút mà thôi, và làn da của bạn sẽ nhìn rất là sạch và rất là mềm mịn. Đấy, thế thì đây là một cái mà mình rất là tò mò, nên hôm nay mình sẽ review trực tiếp, trải nghiệm thực tế trên video này cho các bạn xem nhá. Và để sử dụng em này thì bây giờ Khánh Linh phải tẩy trang lại nhá. Khánh Linh xin phép là tẩy trang mũi thôi. Ui. Sau khi mình đã làm sạch cái mũi của mình rồi thì mình sẽ sử dụng em này nhá. Ủa? Nhìn giống cái mask cho mũi các bạn ạ. Mình nghĩ là bình thường ấy, mấy cái sản phẩm lột mụn đầu đen ấy là nó phải kiểu keo keo dính dính cơ. Nhưng mà em này là một cái miếng mask cho mũi. Liệu đây có phải là có hai lớp không nhỉ? Cái lớp như này đúng không? Phải là chiều này các bạn ạ. Trong một đống chữ Hàn như thế này thì Khánh Linh thấy là có số 10 đến số 15, thì Khánh Linh nghĩ là sẽ đắp vào đây 10 đến 15 phút. Nhưng mà bình thường mấy cái miếng lột mụn nó có keo dán chắc như thế mà nó còn không lột được cái mụn của mình thì không biết là em này có tác dụng thật hay không. Chúng mình cùng chờ 10 đến 15 phút. 15 phút luôn đi. Chơi 15 phút luôn đi. Cho em này cơ hội có tác dụng. Về thành phần của em này thì là có vỏ cam này, vỏ cây tầm gửi này, bạc hà này, đều là những cái chất mà chiết xuất tự nhiên và an toàn cho làn da. Thì mình đang băn khoăn là với những cái hợp chất có vẻ như là nhẹ nhàng như thế thì em này có thực sự hiệu quả hay không đây. Ở trong cái sách này thì còn có thêm một cái
tôi không biết nữa. Một nửa là bông mái tai, một đầu là bông mái tai, còn một đầu là giống kiểu các bạn xem cái clip lặn lặn mụn ấy mà ấn phát một phòi ra. Hơi bị nóng lòng rồi đấy, thì bây giờ mình đã bắt đắp em này được 17 phút rồi. Và các bạn biết không, cảm nhận của mình là nó chả có cái gì cả. Nó khá là mát trên da tại vì mình đang ngồi trong phòng điều hòa. Nó giống như là một cái miếng mặt nạ bình thường. Mình không biết là mình đang có sự cảm không lành về hiệu quả của em này. Rất là nhẹ nhàng. Bình thường á, mình dán với cái miếng lợn mụn đó các bạn à, từng nhích 1mm ra là một giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng mà em này thì tháo ra rất là nhẹ nhàng, không có cái gì cả. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng ấn ra là có vòi cái gì ra không nhé. Cho hỏi là có ai dùng cái này mà có tác dụng không vậy? Các bạn ơi cứu với. Ta-da! Sau một hồi ấn đỏ cả mũi thì mình đã lấy ra được hai cái đốm li ti như thế này. Và đây rất tiếc không phải là mụn đầu đen mà nó chỉ đơn giản là mụn cám thôi nha các bạn. Đỏ cả mũi. Và có một lưu ý là bạn nào mà làm mũi thì không có dùng em này được đâu nha. Gãy đấy, gãy mũi đấy. Hoàn toàn thất vọng, mình đã kỳ vọng rất là nhiều. Này thì goodbye black hat. Thực sự là mình thấy phí thời gian, phí công sức, phí tiền bạc khi mà sử dụng em này. Bạn nào mua lại thì mua cho mình, là mình không có mua lại nha. Trời ơi, tóm lại trong video ngày hôm nay thì mình đã review qua những sản phẩm mà trị mụn đầu đen rất là nổi ở trên thị trường. Thì có những sản phẩm là có mục đích là để trị mụn đầu đen hoàn toàn luôn này, có những sản phẩm là để hỗ trợ trị mụn đầu đen này. Thì hy vọng là qua những video ngày hôm nay các bạn đã biết được là mình nên lựa chọn sản phẩm nào. Đây là một sản phẩm hỗ trợ trị mụn đầu đen mình rất là thích nha. Đấy, thì để trị dứt điểm mụn đầu đen, trị 100% luôn thì cần rất là nhiều nỗ lực. Và những sản phẩm mà mình review ngày hôm nay thì đều là những sản phẩm mà giảm mụn đầu đen thôi, chứ không thể nào mà trị dứt điểm được. Còn mình sẽ còn quay trở lại cái topic này với phần thứ hai là trị mụn dứt điểm mụn đầu đen như thế nào. Các bạn hãy cùng chờ đón nhé. Và hãy nhớ ấn like, share và subscribe kênh channel của IVT. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.